Sáng ngày 30 tháng 7, huyện Mường La đã tổ chức ngày hội việc làm tư vấn hướng nghiệp năm 2022. Tham dự ngày hội có 19 doanh nghiệp, nhà tuyển dụng và hơn 2.000 người lao động, đoàn viên thanh niên, học sinh các trường trung học thông, trường cơ sở trên địa bàn huyện Mường La. Tại ngày hội, các đơn vị doanh nghiệp đã giới thiệu về nhu cầu tuyển dụng lao động, vị trí tuyển dụng, độ tuổi, chế độ chính sách của doanh nghiệp đối với người lao động, thảo luận, giao lưu với người lao động và ký hợp đồng lao động trực tiếp với những người đủ điều kiện tư vấn, giới thiệu, hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục để xuất khẩu lao động sang nước ngoài đối với người lao động có nhu cầu. Bên cạnh các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động, Ngày hội Việc làm còn có sự tham gia của một số trường đại học cao đẳng, tư vấn giúp cho học sinh và người lao động định hướng nghề nghiệp, ngành nghề phù hợp với năng lực sở trường của bản thân để có cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. Ngày hội Việc làm tư vấn hướng nghiệp này không chỉ tạo điều kiện cho các trường chuyên nghiệp giới thiệu, tư vấn tuyển sinh, giúp các em học sinh có những định hướng nghề nghiệp mà còn là cầu nối cơ hội giúp cho người lao động tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động giúp người lao động của huyện mường la hiện nay có thêm lựa chọn cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp với điều kiện khả năng sức khỏe của bản thân nâng cao thu nhập cho bản thân và gia đình